Vì sao Ben Affleck luôn có vẻ ngoài khốn khổ? Mỗi khi biểu cảm buồn rầu của Ben Affleck thành chủ đề chế ảnh, dân mạng không ngừng phỏng đoán về cuộc sống khốn khổ hay hôn nhân không hạnh phúc của nam tài tử. Tối mùng 5 tháng 2, Ben Affleck cùng Jennifer Lopez đến dự lễ trao giải Grammy. Trong khi vợ và những khách mời khác hòa mình vào buổi tiệc âm nhạc đầy màu sắc, Affleck dường như tách biệt khỏi đám đông. Máy quay nhiều lần ghi lại hình ảnh thất thần, rầu rĩ, buồn chán của Affleck. Biểu cảm buồn ngủ của nam tài tử nhanh chóng trở thành meme, ảnh chế, lan truyền trên mạng xã hội, phủ sóng các trang tin. Ben Affleck lên đến Dunkin', một thương hiệu cà phê, bánh, voucher viết Ben Affleck mở ra những tầng sâu mới của nỗi tuyệt vọng, thẻ cắt tuyên bố. Sát Ben Affleck là meme yêu thích của tôi, Inside cho biết. Sát Affleck. Đây không phải lần đầu tiên diễn viên người dơ trở thành chủ đề chế ảnh của dân mạng. Năm 2017, khi xuất hiện cùng bạn diễn trong Batman vs. Superman, Henry Cavill, ở một cuộc phỏng vấn và được hỏi về những đánh giá tiêu cực xung quanh bộ phim, Affleck hoàn toàn thờ ơ khi Cavill trả lời. Người dùng Internet sau đó đã sử dụng ca khúc The Sound of Silence làm nhạc nền khiến clip nhanh chóng viral. Từ đây, meme sát Affleck, Affleck buồn bã, ra đời. Affleck còn được mệnh danh là biểu tượng meme khi biểu cảm trong các cuộc phỏng. Hình ảnh anh lấy cà phê trước cửa nhà hay nằm dài trong kỳ nghỉ sau đám cưới với Lopez đều trở thành chủ đề bàn tán. Bên cạnh những nhận xét hài hước, dân mạng còn để lại vô số bình luận phỏng đoán về cuộc sống khốn khổ hay hôn nhân không hạnh phúc của nam tài tử. Nhà tâm lý học Tanisha Merzanker cảm thấy khó chịu khi đọc những ý kiến tiêu cực của mọi người về sát Affleck. Tôi thấy có rất nhiều giả định về việc liệu anh ấy có hạnh phúc trong hôn nhân hay không và việc họ, Ben Affleck và Jennifer Lopez, quay lại với nhau. Có phải là một sai lầm hay không? Nhưng tất cả những điều này giống như chúng ta đang đi quá xa vậy, Zanger nói. Giải thích về việc tại sao nỗi buồn của một diễn viên nổi tiếng như Affleck lại ám ảnh người hâm mộ đến vậy, Alison Hart, giám đốc điều hành của tổ chức tập hợp các nhà trị liệu tâm lý Wellspace SF, đề cập đến khái niệm mối quan hệ kỳ sinh xã hội hay tâm lý. Một chiều được hình thành khi khán giả tự gắn mình với những người nổi tiếng và cuộc sống của họ. Mọi người nghĩ rằng mình biết nhiều hơn những gì họ thực sự biết về người nổi tiếng. Và hành động như thể có những quy tắc đạo đức và xã hội khác nhau để tương tác với những ngôi sao gần như là những người xa lạ, không thân thiết trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, nói chung, việc tạo meme thường không xuất phát từ ác ý. Thông thường, nó đến từ sự đồng cảm. Lee Hixin, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, cho biết, việc để người nổi tiếng đại diện cho một vấn đề sâu sắc như trầm cảm cũng tạo ra cách mới, giúp mọi người chia sẻ các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bạn có thể nói với bạn bè rằng bạn đang cảm thấy chán nản, hoặc bạn có thể đăng meme Affleck buồn bã. Chúng ta thường cảm thấy dễ dàng nói về chuyện của người khác hơn là vấn đề của chính mình. Mặt xấu của meme. Các nghiên cứu nói rằng meme mang lại cho chúng ta cảm giác thân thuộc, sự giải trí. Nhưng với những người xuất hiện trong các bức ảnh chế, sự nổi tiếng vô cớ trên mạng có thể khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Nữ diễn viên Kirk Grace Moret từng chia sẻ tấm ảnh chế Family We lan truyền năm 2016 khiến cô đau khổ như thế nào. Trong nhiều năm, tôi đã có thể vừa trở thành cơ mà mọi người nhìn thấy, vừa là cơ mà riêng tôi biết. Nhưng sau đó, hai thế giới này xung đột, tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương. Sự tấn công dữ dội của các meme khủng khiếp bắt đầu khiến tôi nghi ngờ chính mình. Tôi chưa bao giờ thực sự nói về điều này, nhưng meme đó đã ảnh hưởng đến tôi, nữ diễn viên cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Affleck nói rằng anh lo lắng meme sát Affleck có thể khiến các con hiểu sai về mình. Khi các con tôi lớn hơn và bắt đầu tự mình khám phá Internet, điều này thực sự khó khăn. Ngay cả với meme sát Affleck, tôi có thể thấy buồn cười, nhưng sau này, các con tôi sẽ nhìn thấy nó và có thể nghĩ bố chúng đã rất buồn và cảm thấy lo lắng cho tôi. Affleck cũng thẳng thắn nói về cuộc đấu tranh của chính mình với nghiện ngập, trầm cảm và lo lắng. Nhà tâm lý Zanger nhấn mạnh những meme đau khổ có thể rất tàn nhẫn với một người đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần như Affleck. Tôi thấy rằng tất cả giả định mà mọi người đang đưa ra có thể trở nên thực sự gây tổn hại cho một người đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương. Liên quan đến các vấn đề tình cảm, Zanger nói thêm. Nhiều hình ảnh, góc chụp khác cho thấy Affleck không đau khổ trong suốt lễ trao giải Grammy. Anh vẫn tương tác với các ngôi sao khác, thì thầm với vợ, cười đùa với nam diễn viên Adrien Brody. Nhưng tất cả dường như không quan trọng khi nam tài tử đã bị đóng đinh trong hình ảnh sát Affleck. Tương tự với việc Keanu Reeves không bao giờ có thể thay đổi cách mọi người đánh giá cảm xúc của anh trong bức ảnh nổi tiếng sát Keanu.